Em chào cái chị mà nào bầu liền sang làm sale với em mấy chị ơi, thích đầm nào comment liền phía dưới giùm em tư vấn luôn nha. Mã số kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị ơi. Tranh thủ đặt hàng thật là sớm giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nè. Rồi comment cho em cú pháp đặt hàng nha các chị. Mã số sản phẩm kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn hàng cho cả nhà mình luôn. Dùng đơn cho em 600 ngày đồng sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc nha các chị. Ngay bây giờ mà không săn đầm Tết thì mình còn chờ tới bao giờ nữa các chị? Chậm tay quá là nó hết hàng á, rất là uổng luôn á. Ngay bây giờ mình đặt hàng thật là nhanh tay cho em tư vấn luôn nha. Em chào cả nhà mình mới vô ạ. Dạ em chào chị Mai Vy, chào cả nhà mình mới vô ha. Mẫu em đang mặc trên người này các chị, mã sản phẩm là 1498, 1498 này các chị, đẹp chưa? Cái gam màu cam ha, phối hoa, trời ơi tươi không cần tưới luôn các chị, đầm quá đẹp quá xuất sắc luôn á. Rồi em váy này ngày hôm nay shop sale cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay ha. Chỉ còn có giá là 299.000 đồng thôi ạ. À. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1498. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn, 1498 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Em sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay nha các chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. 1498 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị, sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay nha. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1498 giá 299.000 đồng. Hiện tại shop có cho cả mình 4 size, em có cho các chị mình size M, size L, XL và lại 2XL luôn. 40kg cho tới tầm 65-66kg, em tối đa tầm 85-86 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1498 nha các chị. 1498 ngày hôm nay sale rẻ còn 299.000 đồng. Trời ơi, đón Tết mà các chị, đón Tết thì chắc chắn là phải có những cái em đầm mà màu tươi tươi rồi chứ xíu đúng không? Nhanh tay đặt hàng sớm mẫu này nha các chị. 1498 giá chỉ có là 299.000 đồng ngày hôm nay thôi. 299.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay ạ. À. Rồi, bây giờ em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm mẫu đầm khác nữa nha. Ưng đầm này comment liền phía dưới nha em nha. Muốn em mặc lên mẫu đầm nào cứ việc bình luận phía dưới cho em tư vấn nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người 1498 nha các chị. 1498 giá chỉ có là 299.000 đồng. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp cho mình đầm sale nha các chị ơi. Hiện tại thì bên shop em đang sale cái mẫu đầm này rất là lớn luôn. Tuy rằng đây là đầm mới, đây là đầm mới vừa về, nhưng mà cũng sale và nó rất là lớn cho chị em mình luôn ha. Chờ em xíu hai mẫu cho mình coi thử. Phía sau em có treo nhiều mẫu đó các chị, thích mẫu nào comment phía dưới cho em nha. Với lại ngày hôm nay thì em có về cho các mình cái đầm này nè. Đầm sơ mi tay lưới, đầm sơ mi tay lưới hơi bị xinh luôn, mình mặc đi chơi hay là mình mặc đi tiệc đi làm gì cũng được hết nha. Rồi còn mẫu em đang mặc trên người cái gam màu cam tươi không cần tưới luôn này các chị, với lại gam màu này là gam màu cam đào cam nhạt thôi, cho nên mình mặc lên không có sợ bị kén da ha. 1498 giá 299.000 đồng, 1498 giá 299.000 đồng thôi ạ. À. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái á, mẫu đầm khác đây, lên luôn cho mình cái em đầm này quá xuất sắc luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1536 nha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1536 ạ. À. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông, cổ vuông tay lỡ dán đầm phong xòe. Trời ơi, váy này xinh quá các chị ơi. Em váy này thì ngày hôm nay em sale rẻ nha. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 169.000. 169.000 đồng mẫu đầm này cả nhà ơi, dán dài luôn. Xinh quá trời. Dán dài luôn cho mình ạ. À. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông tay lỡ nè, nhánh eo dán đầm phong xòe dài nha. Nền vải màu đen, hoa thì màu cam cam đỏ đỏ ha, xinh quá trời các chị yêu ạ. Vải von, vải von thì mặc lên rất là mát luôn. Váy này hiện tại em cũng đang có cho mình 4 size đầy đủ ha. Em có cho mình size M, size L, XL với lại 2XL luôn. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1536. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1536 nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giúp em luôn. 1536 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị ơi. Em sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay nha các chị. 1536 kèm số điện thoại. Cái này thì không ghim điện thoại được ta. 169.000 đồng mẫu này. Quá xuất sắc luôn. Vải von nha các chị. Mấy chị khách trung niên bên em là mê cái mẫu này lắm. Mẫu này thì em gần hết rồi nha. Mẫu đầm này em gần hết hàng rồi nha các chị. Tuy rằng em mới vừa về hàng. 1536 bán cực chạy luôn. Giá gốc em đang bán tại cửa hàng là 450.000.
Và riêng cái mẫu đầm này là em chọn sale cho các chị mình còn 169 ngàn thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1536. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm luôn. 1536 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Em sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh đảm bảo có đơn nè. Còn đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha. Lên đơn sớm để giùm em tư vấn luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1536, giá chỉ có 169 ngàn đồng ngày hôm nay. Chị khách nào mà mình đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn ha. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha các chị. 1536 sale rẻ luôn, 169 ngàn đồng, chỉ còn có giá là 169 ngàn đồng. Chị Mai Trần ok có đơn hàng, em cho chị sang ngô nha. Chào cả nhà mình mới vô, chấm bài tương tác giùm em cái này các chị. Đặt hàng cho em xin mã số với số điện thoại cho em nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1536, giá 169 ngàn đồng, chuẩn bị thay mẫu nha các chị. Thích đồng nào comment phía dưới giùm em tư vấn. Mấy cái gam màu này phải quá dễ mặc ngày Tết luôn các chị. Mấy em đầm này quá dễ mặc thì tới luôn. Rồi ok, tiếp tục em sẽ thay thêm cho các chị mình cùng xem thêm cái em đầm này. Trời ơi, cái mẫu đầm này này các chị, best seller của nhà em thời điểm hiện tại nha. Quá đẹp. Rồi em chào chị Trang Nala nha, chào cả nhà mình mới vô. Mẫu em đang mặc trên người này các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1536. 1536 ngày hôm nay sắp sale cho các chị mình. Giá 169 ngàn đồng, giá chỉ còn có là 169 ngàn đồng thôi nha. Đặt hàng lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng 1536 giá 169 ngàn đồng. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh đảm bảo có đơn. Còn chị nào mà mình đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha. Lên đơn sớm lấy giùm em tư vấn nha các chị. 1536 giá 169. Rồi chị Phạm Tin ok chút, rẻ lắm kìa ơi, không phải rẻ mà giỏm đâu nha, rẻ mà chất lượng đẹp luôn, cho coi hàng thoải mái trước khi thanh toán. Không phải cái nào cũng sale rẻ vậy đâu các chị. Rồi em lên cho mình cái đầm này. Đầm này best seller của nhà em 300 mấy rồi bán cực chạy luôn. Lâu lâu em mới chọn cho mình một mẫu để mà sale á các chị. Không có miễn ship nha chị Phương Hoàng nha. Rồi 1536 á, giá cũ em bán cho mình trên live á chị là 359 ngàn mà em còn không miễn ship luôn á. Huống như là ngày hôm nay thì em sẽ cho chị, em nói thiệt với chị yêu mình nha, mình đặt cái 1536 giá 169 ngàn đồng, không có shop nào bán cho chị yêu mình cái đầm đẹp như vậy, vải đẹp cực kỳ, 169 ngàn đồng đâu. Cái đầm này á chị là mỗi hàng năm em sẽ chọn ở cả nhà mình một cái mẫu đầm để em sale cho mình. Và cái số lượng này em sale không phải là nhỏ nha các chị. Cái số lượng này em tính bằng ngàn luôn á. Nhưng mà em chấp nhận sale, cả nhà mình thấy đó. Một chiếc đầm em bán bình thường em không lời bao nhiêu cả. Ở shop khác đi, người ta bán đầm trung niên 4-500, 5-700 là chuyện bình thường. Nó giờ đầm trung niên trên Facebook rất là nhiều. Nhưng mà cả nhà mình thấy đó, 5-600, 7-800, thậm chí cả triệu có. Đó, nhưng mà đây, cũng em đầm như vậy. Cũng em đầm như vậy, cũng vải như vậy, có thể vải đẹp hơn nữa. Mà giá trung bình là em chỉ bán có 350, 370 là hết móc. Đó, còn ngày hôm nay thì váy này em có 700 cái. Và hiện tại thì em đã bán ra là được gần 500 cái rồi. Hiện tại thì cũng không có bao nhiêu nha. Chị nào đặt hàng cứ việc đặt cho em. Nhất là những chị khách nào mới biết mình shop em á. Bình thường em bán cái đầm này bao nhiêu cả nhà? 360. Ngày hôm nay cả nhà mình đặt hàng 360 là giá trên live đã sale. Ngày hôm nay chỉ còn 169 ngày nào chỉ 170 thôi. Đó, các chị mình phụ ship giùm em nha. Thì ship em đã hỗ trợ rồi. Ship chị khách nào mà mình đặt hàng thành phố chỉ có 20 ngàn thôi. Ngoại thành phố là 30 ngàn đồng giá. Nhưng mà mình dùng đơn 600 em miễn phí cho hàng Trung Quốc. Cái này em nói thiệt cho các chị nào bỏ lỡ qua cái em đầm này là mình rất là uổng. Mình uổng chứ cái đầm này qua Tết em sẽ lên giá lại nha. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tết tết rồi cả nhà ơi, chốt liền mẫu này. Cái này giá vừa bán vừa tặng nha các chị. 170 em váy này mua về nhà đảm bảo luôn, không uổng phí 170 đâu các chị ạ. Rồi đây tiếp tục. Mẫu em đang mặc trên người. Cái mẫu em đang mặc trên người này cả nhà ơi, 349 ngàn đồng. Đầm mình sắp em bán 300 mấy, 400, 300 mấy, 400 không rồi các chị. Còn đầm nào mà mấy chục hay là 100 mấy hay là 200 mấy á, là em đã sale cho mình thêm một đứt nữa. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1538, giá của em nó là 349 ngàn. Cho cả nhà mình yên tâm đi, không phải là shop bán đồ, sao mà shop bán đồ rẻ quá, có giỏm hay không. Tại vì bình thường em bán 300 mấy là mấy chị khách bên em nói là rẻ rồi đó. Là mấy chị khách bên em nói là rẻ rồi các chị. Đây, như cái em váy này cả nhà thấy không? Von hàng, cái von này rất đẹp. Von này không phải là von dởm. Von này nó có độ dày dặn vừa cho cả nhà mình. Mình giặt tay được, mình giặt máy được, không có sợ bị bung, bị tưa vải gì hết. Vải đẹp cực. Đây em mới về nè chị. Em mới về đây. Đây em khui trong bọc cho mình coi luôn. Em khui trong bọc cho mình coi luôn, không phải là hàng mẫu nha các chị. Đây là cái size 2XL. Đây là cái size 2XL. Và đây là cái size XL cho mình. Đấy. Và cả nhà nhìn dùng em. Cả nhà nhìn dùng em nó rất là đẹp.
y chang cái em mặc cho người vậy đó. Hàng em mặc sao em giao y chang như vậy cho mình. Cái hoa đẹp chưa cả nhà ơi, hoa đẹp chưa, vải rất là xịn luôn. Đồng này cả nhà mua 350, đảm bảo là mê, xứng đáng đồng tiền luôn các chị ạ. Trời ơi, 68kg mặc được cho em. Hồi bữa chị khách nào hỏi em ơi có làm 68kg không, hôm nay có, hôm nay có thì nhờ 68kg cho em. Von nè, cả nhìn thấy cái von không, không quá mỏng đó. Vải này tương đối là nó dày dặn so với những cái vải von mà em đã từng về von hàng nha các chị. Vải von hàng là vải dày dặn nhất trong tất cả các vải von, nó mềm rũ, mặt mát, không hề sợ cộm, không chăm chích ngươi nghe có chịu vậy luôn. Hàng vải hơi bị xịn luôn các chị, nhưng mà nhìn cái gam màu cho em đi các chị, gam màu rất là hot trong mùa xuân này, chỉ có 349.000 thôi, form đẹp luôn nha. Với lại cái cổ này em nhiếp sẵn luôn nha các chị, bình thường em về cổ chéo này em không có nhiếp đâu, về nhà để cả nhà mình tự nhiếp sẵn đó, nhưng mà ngày hôm nay thì em có nhiếp rồi cho mình ha. Đẹp hay các chị, form dáng đẹp lắm. 40-68kg em có 349.000 thôi. Siêu đẹp. Cái đầm này là mấy chị khách trung niên hay là chị nào trẻ trẻ mình mặc cũng được nữa. Đầm mà sáng chuyên thời trang trung niên tầm U35-38 trở lên mình mặc hợp và sai. Nhưng mà cái đầm này chị nào trẻ trẻ mặc lên đẹp cho em luôn nha. Quá xuất sắc rồi nhà ơi. Giá bao nhiêu ạ? 349.000 đồng thôi. Siêu rẻ, siêu bèo. Đây cái đầm này em mới vừa về nha các chị. Sơ mi tay tay ren, sơ mi tay kim tuyến, tay ren kim tuyến nha, em mới vừa về hàng cho mình luôn, em treo đây nha mấy chị. Với lại cả nhà ơi, đầm ren hoa em đã về rồi, đầm ren hoa em đã về hàng cho mình rồi, chính thức về hàng rồi nha các chị. Em về hàng tối qua, ngày hôm nay chị khách nào mà mình 3 ngày trước mình đặt đầm size lớn mà các bạn chưa có tư vấn cho mình, hay là chị nào đặt hàng rồi thì bây giờ mình nhắc lại dùng em lần nữa nha. Thì đơn là em đã lên rồi nhưng mà nhiều khi còn sót, thì các chị mình á, mình bình luận lại cho em cái mã này ren nè. Hồi bữa em chị về size nhỏ thôi, ngày hôm nay em đã có size lớn, size lớn đây, đây size lớn y chang nhau có chịu ạ. À, cả nhà thấy không, nó chị khác, cái này là to, cái này là nhỏ, 40-66kg. Cả nhà nhìn dùng em cái chất ren nè, cái chất ren em giới thiệu cho cả nhà nè, y chang, y chang không khác miếng nào, trời ơi quá đẹp. Cái em váy ren này 370, em nói thiệt với cả nhà mình ha, rất là rẻ, về nhà dỡ cái đầm này ra và mình sẽ hú hồn luôn các chị. Đầm ren như vậy ít nhất phải 550, ít nhất phải 500-550, còn cái đầm này ngày hôm nay em chứa với mình 369.000 đồng thôi. Tại vì bên shop em có xưởng á cả nhà, tự may tự thiết kế tự sản xuất luôn, cho nên trên thị trường mình không có kiếm ra cái shop thứ hai bán đồ giống như bên em đâu đó. Còn cái giá tiền này rất là rẻ so với phân khúc đồng trung niên nha. Rồi ok, bây giờ em sẽ thay thêm mẫu khác. Em lên mẫu này em sale 159.000 nha mấy chị. Rồi còn mẫu em đang mặc cái người mã số 1538 nha các chị ơi, dáng xòe che bụng siêu tốt luôn, 40-68kg, em tối đa 88 đủ về cho em, chỉ có bao nhiêu ạ? 349.000. Đầm này các chị mình đầu tư đấy các chị, mua về mặt tết rất đẹp. Chị khách nào da ngâm mà mình thích mặc hoa vàng chốt cho em mẫu đầm này, nền vải màu đen mà hoa màu vàng, hoa màu đỏ, hoa màu trắng á, mặt tết rất là tươi và không kén da nha. Mặt tết vẫn tươi, vẫn có hoa hòe nhưng mà không hề kén da xíu nào luôn. Rồi ok, bây giờ em sẽ tiếp tục thay thêm cho mình cái mã đầm này, đầm suông nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1481. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1481 ạ. Đầm này cổ tròn ha, tay ngắn, dáng đầm phong suông, váy mày một lớp kèm luôn cái túi, câu thoa cái phía sau. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1481, hôm nay shop sale cho các chị mình. Hôm nay shop sale cho các chị mình giá bao nhiêu ạ? 159.000 đồng. Quá rẻ, đầm này đầm suông nha các chị, có thể mặc hàng ngày. Đầm này mình có thể mặc hàng ngày ở nhà cũng được, mình mặc dạo phố cũng được, cà phê cà pháo cũng được, hay kèm thêm túi. Gì hả? Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1481. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1481 nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Dán suông nha các chị, chất lụa satin, sờ lên rất là mướt luôn các chị. Đầm ống ha, mượt ha, mặt mát luôn. Thêm cho mình cái túi 50kg cho tới là tầm 66kg cho em ha. 50-66kg. Đầm em hết size M rồi. Chị nào mà mình mặc size M thì mình lấy size L về nhà bóp nhẹ phần eo được ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1481. 1481 giá của em đó ngày hôm nay là 159.000 đồng. 159.000 đồng mã sản phẩm là 1481. Giá chỉ có là 159.000 thôi.
Rồi, rất là rẻ ha các chị. Chị nào mình đặt hàng bây giờ mình tranh thủ cho em ha. Váy mày một lớp kèm luôn cái túi có khóa kép phía sau luôn, rất là đẹp luôn rồi nha ơi. 159 ngàn đồng rẻ không ạ? À? Trước lại vải lụa satin ha, thì cái mặt vải của nó sẽ ống ả như thế này, sờ lên mướt, mặt mát. Trời, lụa satin thì không có xa lạ gì với cả nhà mình nữa đúng không nè. Rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho mình xem thêm mẫu khác nữa nha. Lên mẫu nào đây các chị? Đây, cái mẫu này đang hot. 1523. 1523, một cái em váy mà rất là hot bên nhà em. Cái màu nó đúng ghiền luôn á các chị. Rồi còn mẫu em đang mặc trên người 1481 giá 159. Giá 159 ngàn đồng. Chị khách nào mình đặt hàng lên đơn sớm cho em nha. Mã số với số điện thoại 63kg mình mặc 2XL đi chị. 63kg mặc 2XL là vừa ha. Tùy theo chiều cao một em tư vấn thêm cho chị. Rồi còn mẫu em đang mặc trên người mã số 1481. 1481 ngày hôm nay em sale rẻ 159 ngàn. Chị có giá tiền 159 ngàn thôi. Là bị gì đó. Thì gương có gì không có vậy mà. Sao rồi đó? Rồi, tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem mẫu khác nha. Kiểu là có gì thôi. Thì... Rồi đây, cái mẫu này trời ơi, ghiền liền. Mẫu em đang mặc trên người 1523. Mẫu này size nhiêu đây? Xem mở ha. Rồi, 1523. 1523 các chị ơi, quá đẹp luôn. Đầm này cổ tròn tay ngắn nha các chị, dáng đầm phông xòe. Cổ tròn tay ngắn dáng đầm phông xòe luôn, hai lớp cho chị em mình. Khóa ké phía sau lưng, mã sản phẩm là 1523, 1523. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ nha, giá bao nhiêu các chị ơi? 319.000. 319.000 đồng, mã sản phẩm 1523, 319.000 đồng thôi. Quá rẻ các chị ơi. Cổ tròn ha, tay ngắn nhấn eo dáng đầm phông xòe cho các chị mình nè. Váy may hai lớp nha, khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1523. Nhìn cái màu ưng không các chị? Nền đen nè, họa tiết hoa màu đỏ đỏ kem kem, thêm vài cái em hoa màu xanh coban. Màu này đẹp nè, màu này mặc sang. Rất là sang luôn các chị. Cái này bà cô dạy thằng nhóc nhà em á, phái cái này lắm. Bà cô dạy thằng em trai em nói cái này lắm. Rồi giá chỉ có 319 ngàn đồng nha các chị. Ốt trái rồi đó ha. Ồn không? Cái này ồn không? Ồn. Ồn ha. Nhức đầu luôn. Cái im ru của em biết gì không? Bị cháy rồi. Bị lông mèo dưới vô cháy rồi. Rồi chị mới nhận đầm ren 1535, eo hơi bị rộng 4 phân. 1535 là gì má? Ren đen phải không? Một ren đen là 1534 á chị. Đúng rồi chị, bị rộng nha. Bị rộng chị yêu ơi. Tại chị mình biết sao không? Em mới về mới đo bị rộng. Rồi, chị mình có muốn đổi size không chị? Ôi trời ơi, chị mình có muốn đổi size không chị Yến Phan? Chị Yến Phan muốn đổi size không? Hay là chị Yến Phan bóp bóp em dùm em đi chị Yến Phan. Đây em mới nhận, em mới về size lớn này chị, em mới đo luôn. Trời ơi, lười lười bữa giờ, cả nhà bữa giờ làm biếng, nay mới đo luôn. Eo nó rộng nha mấy chị, eo nó rộng nha. Chị nào mà mình giờ em lấy size M. Cái này là size 2X nè. Cái này size 2X thôi, ngày hôm nay em đo là eo được 88. Eo được 88 nha mấy chị, eo được 88. Coi giãn nữa có thể được 90 cho em luôn. Nhưng mà thôi em tính 88 thôi, không tính coi giãn. Thì những cái đầm này các chị ạ, 53kg mình mặc cho em size M, 58kg, 53 tới 58kg mình mặc cho em size L, 58kg cho tới 63kg mình mặc XL, 63 cho tới 68kg mình mặc 2X cho em ha. Rồi eo chị 70 mà đo mà chị đo 74. Rồi ok chị, đúng rồi chị, eo 70 là mặc size M. Em 74 mà em 70 mặc size M là vừa. Hay là chị vẫn đặt size M cho nó bị rộng chị. Chắc bị rộng rồi quá. Đồng đợt này em về cái form rộng rãi chứ thoải mái xíu nha các chị, cho em xíu nha. Đâu cái size M em nghe em dục đâu rồi ta? Ủa size M em dục đâu rồi chị? Chờ em xíu nha mấy chị. Đây nè, em mới về được full size luôn á chị. Em mới về full size luôn. Rồi. Đó, cái đầm này hơi rộng nha mấy chị ơi. Rồi, cho nên là chị khách nào mà mình 68kg nè, 70kg nè, mình muốn mặc đầm bên em là vô đây các chị ơi. Trời ơi, cái chất ra y như trên live stream giới thiệu đúng không cả nhà. Chị Yến Phan ơi, chị thấy cái chất vải đợt này đẹp không ạ? À? Đây, cái chất vải rất là đẹp luôn. Nó có chạy viền nổi nha mấy chị, nó có chạy viền nổi như vậy nè. Rất là xịn luôn. Cầm lên nặng tay luôn á các chị. Cầm lên nặng tay luôn, dài luôn. Dài luôn nha các chị, dài đẹp luôn, xuất sắc.
Cái đầm này em để thốt hàng cái về tết mặt nè mấy chị. Mà nghe chị nói nó hơi rộng, chắc em phải bóp eo quá. Rồi chờ em xíu nha, chờ em xíu nha mấy chị ơi. Hồi bữa em hên hên lấy cái kia thì nó vừa. Cái kia em lấy thì nó vừa với người của em. Tại vì có cái em ôi eo rộng thiệt đó chứ. Ui eo rộng quá trời luôn. Rồi đúng rồi chị, eo rộng. Rồi đây cả nhà ơi, nhanh tay lên đơn sớm cho em nha, em tư vấn luôn nha các chị ơi. Mã số với số điện thoại cho em là được. Đó, cái đầm này quá đẹp. Để em mặc lên thử cái mình coi nha. Có hồi bữa em hên hơi em lấy sao thì nó lại vừa. Em 72, 73. Cái bữa em lấy em mặc thì em 73. Cái nãy em mới cầm là em 74 đúng luôn. Đó, nó thì nó xê xích vậy các chị. Em 73, 74, chờ em xíu nha. Rồi ok, bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm đây các chị xem mẫu khác. Mẫu em đang mặc trên nguồn 1523 nha mấy chị. 1523 giá 319.000. Em lên cái đầm này cho mình coi. Cái chất ren đẹp lắm. Ren nó giống như ren sò em đã từng về. Nhưng mà đợt này á, cái kiểu ren này nó lạ, nó đẹp hơn nhiều luôn. Sang xịn cho mình luôn ha. Rồi đây. Mẫu của em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1534. 1534 nha mấy chị, 1534. Xuất sắc. Dễ thương ha các chị ơi. 1534. Đầm này thiết kế cổ vuông á các chị. Nhưng mà cái lớp bên ngoài á, em sẽ may cho mình thêm một lớp nữa. Nó sẽ ôm cái vòng một của mình lại. Đó, may cúp ngực cho cả nhà mình theo hình cánh quạt, theo hình cái nơ ngực như vậy. Rồi, tay hơi phồng nhẹ cái chất ren nè. Cái chất ren nhìn giùm em, có cái viền nó rất là đẹp luôn. Nhánh này em dáng nằm không xài. Cái em đang mặc cũng rộng này chị. Cái này thì eo 73. Đó, còn cái mới về thì nó eo 74. Tùy cái nha các chị ơi, nó sẽ xích 1 phân 2 phân vậy. Em đang mặc cho người mã số sản phẩm 1534. Giá của em đó là 369.000 ha, 370. Rất đáng để đầu tư nha mấy chị. Đợt này ren về đẹp giả mang luôn. Cái em ren, riêng cái em ren này đẹp giả mang. Mai mốt em có về cho mình cái em ren kia kìa chị. Body, body ren rẻ hơn chút xíu, rẻ hơn 20k thôi. Mua cái này đi các chị. Body thì cái vải của nó không bằng cái này rồi đó. Vải của nó không nhiều bằng cái đầm này. Mỗi cái vải thì nó có một cái đẹp khác nhau. Mấy cái kia cũng lạ lắm. Đây, nhìn giùm em. Hoa như vậy nha các chị. Và cái viền hoa nó sẽ chạy nổi. Cái viền hoa của em nó sẽ chạy nổi như thế này nha các chị ơi. Rất là đẹp, rất là sang luôn. Siêu sang nha các chị. Rồi, nguyên em váy như vậy chỉ có bao nhiêu cả nhà ơi? 369.000 đồng thôi. Dáng rất đẹp luôn, dáng rất đẹp luôn nha mấy chị. Cái này là em mặc cũng hơi bị rộng rồi đó. Đó, các nhà thấy không? Nhưng mà không sao, nó vẫn ôm phơm đẹp. Hai lớp, hai túi. Dáng lòng phong xòe, che khéo và mụn tốt nha. Mê liền, mê đắm đuối liền các chị ạ. Phong rất đẹp luôn. 369.000 đồng, chỉ còn có giá là 369.000 đồng. Mã sản phẩm là 1534. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1534 kèm số điện thoại, cổ vuông cúp ngực cho mình. Cổ vuông cúp ngực cho cả nhà mình ha. Khóa kéo nằm đằng sau lưng. Trời ơi, sao đợt này may đẹp dữ vậy trời. May rất là đẹp luôn á các chị. Mã sản phẩm 1534 cho em ha. Bản eo là bản eo to cho cả nhà mình luôn. Mặc lên rất là đẹp luôn. 1534 quá xuất sắc. Giá 369.000. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển theo cho mình xem một khác. Em có về chị Vũ ơi, cái mẫu này em không có về màu đỏ. Tại vì em không có màu đỏ, em có màu đỏ em về liền đó chị. Em săn vải màu đỏ không hiếm quá. Khó quá các chị ơi. Màu đỏ em có cái mẫu này màu đỏ đây các chị. Còn ren màu đỏ em không có. Em có ren đen không? Em có ren đen với ren xanh đen. Ren xanh đen dáng dài nè chị. Ren xanh đen dáng dài này cũng 369. Cái chất vải nó khác. Ren, chị nào mà mình thích vải nhẹ nhẹ một chút á, ren mà nhẹ hiều á, thì lấy cho em cái xanh đen này đi. Cũng ren hoa. Cũng ren hoa, lấy cho em cái này nó siêu nhẹ luôn. Còn cái em đang mặc thì cái vải ren của nó tương đối hơi dày nha. Nhưng mà ren nào cũng mềm, ren nào cũng êm hết. Không có cái ren nào mà thô hết nha các chị. Rồi ok, bây giờ em sẽ thay thêm mẫu khác. Có cái màu đỏ này chị. Có cái màu đỏ này chị ơi. Giảm xíu nha. Giảm xíu nha các chị. Em treo vài cái màu tươi tươi lên nha. Rồi đây. Đó. Có cái màu này màu đỏ này chị ơi. Màu đỏ, cái vải của nó sọc sọc sọc, đẹp lắm. Vải đây là chất liệu vải của em, nó là dòng vải von kính nha. Cái này dòng vải von kính. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số 1534 369.000 đồng. 1534 369.000 đồng.
Em váy này mặc đi chơi tiệc là phải nói là siêu sang luôn, có 370 thôi. Đầu tư đi mấy chị, chốt em mẫu đầm này, nó quá đẹp luôn á. Rồi chờ em xíu nha các chị ơi, em thay thêm cho mình mẫu khác. Mình muốn em lên đầm như thế nào mình luận phía dưới với em nha. Nhiều khi á, còn nhiều mẫu em treo bên trong. Lên xanh thang ren chị xem. Xanh thang ren chị xem, cái này hả chị? Phải cái này không? Cái này body nha, cái này là dáng body. Cái này là dáng xòe. Dáng body đó ngày mai ngày mốt em mới về nha. Còn cái dáng xòe này thì em đang có sẵn. May số lượng lớn á các chị, cho nên là cái ngày về nó không có trùng khớp. À, em hẹn mấy chị yêu mình cái đầm ren đen này nè là về 10 ngày nữa mới về. Nhưng mà hôm nay thì đã có rồi. Về trước cho cả nhà mình. Đó, rồi bây giờ em sẽ lên luôn cho mình cái mẫu này nha. Mẫu đầm này mã sản phẩm là xòe đúng rồi chị, đây nè, 1537. Mẫu đầm này màu xanh. Màu xanh này nó sáng hơn cái màu đen. Kiểu khác nha chị. Màu xanh sáng hơn rồi cái kiểu khác. Kiểu này kiểu basic, kiểu hay may ngay 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 cổ hàng nhà em. Nói chung là cổ đắp chéo em hay may, cổ đắp chéo tay lỡ em rất là hay may cho mình. Vì cổ chéo á, dễ mang á các chị, dễ phối, dễ mặc. Đó còn cái cổ đắp ngược hồi nãy á là lần đầu tiên em về. Rồi đây chị yêu ạ, 1537 cho em, 1537 dáng xòe, cũng xòe dài y chang cái nãy nha. Chất liệu vải ren khác nha các chị. Chất liệu vải ren nó hơi khác, nó cũng có viền nhưng mà viền nó không có nổi bằng cái kia. Đó, cái chất ren nó cũng nhẹ hơn. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1537, đồng giá với cái kia nha các chị, 369.000 luôn. Dạ lắm nha các chị ơi. Mẫu này mặc sáng này các chị, mẫu này mặc lên nó sáng hơn cái màu đen. Màu xanh thì nhìn ở bên ngoài thì thấy đó, chắc chắn là màu đen nó sẽ, màu xanh nó sẽ sáng hơn. Nhưng mà chị nào thích trẻ thì lấy màu đen cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người 1537. 1537 giá em nói ngày hôm nay là 369.000. Rồi ok, 369.000 đồng. Mã sản phẩm là 1537. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha. 1537 kèm số điện thoại ship em nha các chị. Dán xe ha, hai lớp kỹ lưỡng. Phần tay với lại cái phần chóp váy á các chị, thường là một lớp ha, tạo hiệu ứng á các chị. Nhìn nó có chỗ sáng chỗ tối, nó sẽ đẹp hơn. Thân váy em may kỹ lưỡng hai lớp cho mình luôn ha. Khóa kéo phía sau lưng mê liền. Rồi 1537, 1537 đầm đỏ có cổ. Rồi ok chị, tay đầm này đúng không chị? Rồi em sẽ mặc lên cho mình coi luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1537 giá 369.000. Đầm đỏ có cổ đó rẻ nha các chị ơi, rẻ là em mới sale á, nó còn 3 size thôi. Cái dòng nó còn 3 size thôi. Màu đỏ đỏ hồng hồng dễ thương, có cổ. Mình mặc đi chơi cũng được, mình mặc đi làm cũng được. Còn mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1537 ha. 1537 cái gam màu xanh đen. Gam màu xanh thì nó sẽ sáng hơn cái gam màu đen một chút xíu. Đó, và hai cái form thì cái nào mình có cái đẹp khác nhau. Mình thích cái nào mình đặt cho em cái mã số đó nha. Không nhớ mã thì mình comment lại cho em cái kiểu cái màu em báo mã cho mình. Rồi đây tiếp tục. Tiếp tục các chị ơi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1470. 1470 nha các chị, 1470. Cổ sơ mi gam màu trắng, cổ sơ mi gam màu trắng, hoa màu hồng hồng tím tím. Đà đỏ. Trời ơi, vô này vô nổi nha mấy chị. Vô này vô nổi. Hai lớp, hai túi, hai cái phía sau lưng. Đầm này em bị lẻ sai rồi. Đầm em về số lượng lớn lắm á các chị. Em bị lẻ sai rồi nha. 1470. Ôi trời cổ này. Rồi còn 3 size nha các chị. Size L, XL, 2X. Chị khách nào mặc size M lấy cho em size L về nhà bóp nhẹ phần eo dùng em nha các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1470. 1470 nha các chị. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho các chị mình, tay ngắn nè, ôm eo dáng làm phong xòe. Váy may kỹ lưỡng cả nhà mình hai lớp, kèm luôn cả hai cái túi có khóa kéo phía sau lưng. Mã sản phẩm là 1470. 1470 ạ. Chị nào mình đặt hàng nghe bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. Đầm này trước lại vậy, ren của em nói là ren nổi nha các chị. Ren nổi, ren hoa nổi, sao thấy rõ đây ta. Đây, lấy cái khác đi nha mấy chị. Nhiều khi nhìn cái tay áo của em nó hơi ngắn á, mà nhìn nó thấy nó không có rõ. Ren hoa nổi xin. Ren hoa nổi cho các chị yêu mình ha. Nền trắng nè, hoa thì màu tím tím hồng hồng nha các chị ơi. Dễ thương, ren hoa nổi như thế này, hoa 3D.
quá đẹp, xuất sắc xuất sắc. 259 ngàn đồng mã số 1470, 50kg cho tới 65kg cho em mã sản phẩm 1470 ạ. Giá chỉ có 259 ngàn đồng, tính là em váy này 260 chị ạ. Nguyên cái đầm sơ mi mà giá của em nó còn rẻ hơn cả một cái áo sơ mi bình thường nữa ha. Rồi mẫu của em đang mặc trên người mã sản phẩm 1470, chị nào mình đặt hàng lên đơn sớm nha em, 1470 với số gọi. Váy may kỹ hai lớp kèm hai túi chất liệu vải von thì mặc lên nó rất là mềm, không những nó mềm nè, nó còn nhẹ nè, nó còn mát nữa đó các chị ạ. À. Rồi 1470 giá 259.000 ha, 1470 giá 259.000 đồng. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em ha. 1470 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Em xem ngay trong bài livestream ngày hôm nay nha các chị. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn luôn. Rồi tiếp tục chuyển theo cho mình xem thêm mẫu khác nha. Lên cho mình cái màu xanh ngọc nha mấy chị, cái màu xanh ngọc cũng dễ thương lắm nè. 1470 giá 259.000 thôi cả nhà ơi. 1470 giá 259.000 đồng. Chấm bài tương tác, chia sẻ livestream mạnh tay giúp em nha các chị. Thích tầm nào comment phía dưới, chị Phúc Uyên 46kg size M đó chị. Nhưng mà lần này mất size M rồi, chị mình đổi lấy size L giùm em nha. Rồi tiếp tục chuyển thêm nha các chị, mình cùng xem thêm mã khác. Đây. Lên luôn cho mình cái em đầm màu xanh ngọc. Trời ơi rất là xinh luôn á. Em đầm màu xanh ngọc này hơi bị xinh luôn nè các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1501. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1501 nha. Chị nào mình đặt hàng lên đơn sớm nha em luôn. 1501 kèm xuyên hợi cổ tròn nha các chị, cổ tròn. Tay ngắn nhánh eo, dáng đầm phông xòe, chân váy phối thêm tầng đuôi cá. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1501 ha. Chị nào mình đặt hàng nghe bây giờ mình tranh thủ cho em. Nền vải sẽ là màu xanh ngọc nè, hoa màu hồng hồng, dễ thương nha các chị. Rồi sao luôn 299.000 đồng. Đầm này chất liệu vải của em nó là vải von nha các chị ơi. Mà von này là von kim tuyến nha. Những cái vải kim tuyến này mình giặt ủi là không bay không phai, đi chơi là nó sẽ không bong tróc hay rơi rớt gì hết. Và những cái kim tuyến này nó nổi ở trên cái bề mặt bên ngoài thôi, chứ không có nổi bên bề mặt bên trong nha. Hai lớp cho mình, có luôn hai túi này các chị. Cái màu xanh ngọc dễ thương không ạ? Rất là ngọt ngào luôn á. Riêng mẫu đầm này nhìn ở bên ngoài xinh lắm, xinh lắm luôn nha các chị, màu xanh ngọc ha. Mã sản phẩm 1501 giá 299.000 đồng, 1501 giá 299.000 đồng thôi ạ. Chị khách là mình đặt hàng nên bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1501 kèm xuyên hợi, cổ tròn tay ngắn cho mình nè, nhánh eo, dáng đầm phông xòe nhẹ tự nhiên ha. Chân váy phối thêm cho mình tầng đuôi cá nè. Hai lớp cho mình luôn, kèm luôn hai túi có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm là 1501 ạ. Rồi em váy này thì size M là em gần hết. Mấy cái mẫu khác thì size XL hay XS gần hết. Còn riêng mẫu đầm này size M là gần hết nha các chị. 1501 giá 299.000 đồng nha. Đặt hàng nhanh em tư vấn, đặt hàng chậm hết hàng nha các chị. Cố gắng mà đặt hàng thật là nhanh tay cho em tư vấn và chờ hàng chờ size cho mình luôn nha.